Câu chuyện ba cái đồng hồ. Trong một cửa tiệm, hai chiếc đồng hồ cũ nói chuyện với một chiếc đồng hồ mới. Một đồng hồ cũ nói với đồng hồ nhỏ: em cũng nên làm việc đi, nhưng anh cũng thấy lo là sau khi em chạy hết 3.200 vạn lần, em có chịu nổi không? Đồng hồ nhỏ giật mình: trời ạ, 3.200 vạn lần, muốn em làm việc nhiều như thế à? Em không làm được, không làm được. Đồng hồ cũ thứ hai lại nói rằng: em đừng nghe nó nói lung tung, chỉ cần mỗi giây em kêu tích tắc là được rồi. Đồng hồ nhỏ nghi ngờ: sao lại có chuyện đơn giản như thế? Thế rồi cái đồng hồ nhỏ mỗi giây đều kêu tích tắc, một lần rất đơn giản, chẳng mấy chốc một năm đã trôi qua, quả nhiên nó đã chạy được 3.200 vạn lần. Cách để sống một cuộc đời an nhiên chính là tự giác thực hiện tốt những công việc của mình, cho dù là nhỏ bé và vụn vặt. Mỗi người đều có một vị trí nhất định trong cuộc đời này, và mỗi người là một tế bào để hình thành nên mọi thứ, kể cả cỏ cây trong đồng ruộng đến các vì sao ở trên bầu trời đều được an bài tồn tại phù hợp với hệ thống của mình, màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên tinh tế ở đó.